mọi người. Mọi người coi, không coi thì cũng coi nha mọi người. Ôi, chị Giang quay che mắt em lại chị Giang. Dạ, em biết rồi, em không có quay cái mặt của anh. Biết đạt mà. Đâu này này không không biết em là ai đâu, chị đâu có đăng lên trên cái đó đâu. Này nặng không đau luôn chưa bà? Ừ? Chưa đó, chưa tới khúc đau mà. Trời ơi, đợt, đợt rồi da em khô á. Giờ nó hết khô, giờ nặng đỡ luôn. Đỡ đúng không? Đợt, đợt mà, đợt rồi, rồi viêm không à. Đợt rồi em lỡ rửa nước muối đó, cái nó khô, nặng đau. Ôi nặng em gọng không luôn. Em phát tôi. Cái dây nó quấn nhà mẹ ơi luôn á. Đèn để chiếu sáng. Không, ý là đường điện đi hướng nào sao ra đây thì à à thấy được sợi dây điện rồi. Đang hát mắt ở sao có cái ống ống màn sao mà bật sáng được. Trời ơi, thợ điện chuẩn hả em? Không sao. Sao thấy được dây điện được? Cái chiếc cốt web bên em nhiêu tiền triệu? Chị có bán hàng không? Có. 7 triệu 2 một năm. Dí code cho thôi đúng không? Còn dí bài rồi các kiểu là chị tự xử đúng không? Đâu ngồi mình ngồi uống miếng bánh ăn miếng nước cho bạn đây. Tên miền nó chỉ còn thì vẫn để bên kia hả? Còn để đó đó, chị chưa có xài nữa. Để tên miền cứ mua để đó từ từ bữa nay tới tới nay luôn á. Chị không trỏ được cái trên. À cái tên miền lên bay hả? Ừ vẫn thì chị xài được rồi đó. Bây giờ chị làm cái trang web thôi. Cái trang cũ của Nina đâu, vẫn còn xài không? Dục 8 đời rồi. Uống làm cái gì? Chị muốn ấy thì phải gia hạn lại mà chị đâu có muốn gia hạn với nó nữa. Gì vậy? Em nổi là em còn làm. Tính nghỉ hả? Chứ là mất buồn thì suy nghĩ thoáng quay thôi chứ bán được thì làm tiếp. Biết cái chút đơn chị được không mà bán được? Không biết là tổng thể. Ừ. Đơn của chị như là tên gọi là một cái ta ban phước từ thiện. Dạ. Có thì được, không có thì thôi. Có thì càng tốt rồi. Bán người quen sợ lắm chị ơi. Ừ. Thiệt á. Tất khi nào bán người quen lắm. Không mà chị toàn là ủng hộ người quen không à. Người quen có gì nắm đầu gì hiểu không? Có gì cũng éo 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 éo. Hỏi cho gì? Dễ mà làm em là có hình bài kiểu dễ. Mà em viết hai gì? Viết gì? Viết cái đó viết sẵn hết rồi. Viết sẵn hết rồi hả? Đúng rồi, cho chị chọn cái nào đẹp thì chị thay hình thôi. Đặt hàng cũng dễ nữa. Nhưng mà ý là nếu mà muốn tìm một sản phẩm nào mà ra cái trang web của chị là chị phải chạy quảng cáo dữ lắm mới được đúng không? Tùy, có hai, một là chị chạy quảng cáo, hai là chị viết bài á. Viết bài về sản phẩm nó càng nhiều càng tốt, rồi mô tả là đủ thứ à. Làm cái web làm cho đẹp thôi chứ cũng thương hiệu mà cũng là thương hiệu người ta thường mà dẫn khách về spa là nhiều chủ yếu. Còn là những cái bài bản á, người ta nhìn web đẹp thì người ta cũng hình dung ra được spa nó xịn. Anh
hôm ba hôm qua bà kia bà qua bà lấy mụn không, bà chốt được hai cái điện thoại. Bữa nay em qua lấy mụn không biết em chốt được cái bếp không thì không biết nha. Bên xui nha. Chốt cái rập là bốt là có gì mà hỏi là ủa em đó, em sợ lắm. Sợ cái ủa em đó hả? Là cái ủa em đó rồi đó. Chủ yếu của chị là bỏ sản phẩm với bỏ dịch vụ lên trên đó thôi hả? Chứ bỏ mấy cái feedback khách hàng thôi. Với lại muốn là ví dụ khách hàng nó tìm cái sản phẩm đó là nó phải ra trong web của chị đó, chắc cũng phải khó đúng không? Đúng rồi, tìm sản phẩm mà ra trang web thì khó. Khó đúng không? Tụi nó chạy quảng cáo luôn 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 sao ra mình nói. Đúng rồi, với lại là sản phẩm của mình nó phải chuẩn hợp, đúng không? Đúng rồi, phù hợp với Google nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ ba cái tào lao kiếm nó đâu ra. Nhưng mà sản phẩm của chị mà trong cái mô tả sản phẩm á nó có mấy cái chất mà Google nó cấm á. Rồi đó. Là cũng không ra luôn. Đúng rồi. Khi nó cấm xuất hiện trên web luôn á. Rồi phải check coi là cái từ nào, cũng như hồi xưa em bán cái web cho bên giày Sondo á. Là trong cái thành phần của cái giày đó nó có cái chữ gì á mà vô tình là đối với giày thì nó bình thường và đối với cái website nó chắc là cái chất gì nó cấm nó phá web luôn mà okay. Nó phá tập phán tên miền thôi chứ còn web mình thì vẫn còn khách sở không ra rồi phải mò phải kiếm để tìm cái từ đó cái từ gì phải thay thế từ đó bằng cái từ khác Chị lùi xuống đi chị, đi như em đâu có lấy quảng cáo là mình chỉ việc là bỏ tiền ra chạy thì mình ấy thôi chứ để tự nhiên thì nó hơi khó. Trời đất thánh thần ơi, mới nạp 50 hôm qua nay trừ tiền nữa rồi. Thỏa chị nó bị gì đấy? Ôi, cái tài khoản không đồng luôn rồi. Chỉ cần phát sinh một cục điện thoại thôi là nó sẽ trừ hết tiền của mình luôn hết rồi. Điện thoại mới nạp 50 ngàn hôm qua hôm kia gì bây giờ trừ hết trơn rồi, nãy điện lại cho 1 triệu bây giờ nó trừ ra hết trơn luôn. Trời, em là còn hot quá. Sao trừ? Tại vì chị có gọi cho ai đâu. Lấy có lý do chứ, chị có ứng không? Trời ơi, mình nghĩ chị có ứng không? Chị có bật 3G không? Không. Sao mà trừ được 50 ngàn cái rập được? Tức quá. Gọi tổng đài hỏi liền. Gọi tổng đài nó nói chị phát sinh cuộc gọi nó mới vậy chị ngay. Nó là sao? Chị phát sinh cuộc gọi nó mới gọi mấy chứ là chị phát sinh cuộc gọi nó trừ tiền là ý là nó nói mình chị gọi mạng mà gọi chưa tới 1 phút mà chưa được 50 ngàn. Nó cũng hỏi chị có bật 3G không mà chị đó bao giờ bật 3G đâu mà. Trời cũ ông ơi. Mới đề ba chạy nằm thử. Chị mua sim gì á? Vina. Xài cái treo không ấy hơn mua Vina. Tại cái số nó giống với cái số của mình đang xài. Vina bị sao không biết, 033 là 03 là Việt Nam hay là như vậy hay là gì? Trời mua sim mà. Mua sim mà không biết là chị là em là 094 mà. 094 ấy chị mua sim khác. Mua điện thoại đi mua sim mà không biết là mạng gì. Ờ chị xin lỗi mấy đứa không phải. Ờ cái điện thoại này cái điện thoại không đồng đúng rồi. Xin lỗi tổng đài, xin lỗi Vina, xin lỗi mẹ, xin lỗi cha đã để con ra sai trái quá. À đúng rồi, cái này điện thoại mới mà. Tốn hết 10 giây nhiệt tình của em.
Đúng rồi. Tốn hết 30 giây nghiệp. Có gì nữa. Tao nghiệp. Ủa em có xài thuốc mụn bên chị không nhỉ? Dạ có cái chấm cái gel quá chị. Có đúng không? Dạ. Dưới này có đụng gì nó vậy sao mà nó vẫn chai cứng vậy? Vina nha. Dạ không. Vina. Đó, xin việc theo có khỏe vậy. Trời, nó chơi điện thoại tôi giả tiền. Ủa, cái sim tôi giả tiền má ơi. Không đúng nha. 300 lẻ gì nè má? 300 số cũng đẹp mà. Chứ việc theo làm gì có giá đó. Lúc chị A nói tưởng 5 triệu kìa. Số bao nhiêu mà ghê vậy? Chị A nói 5 triệu 03888 03888 974099 09 là không có, không có, không, không chín là nó không có chết đó em. Lên đơn. Nó chín hoài à. Nó chín lên đơn. Kệ nó lên đơn, mình nó lên đơn tới giờ. Làm mà yên tâm đi, nếu mà theo phong thủy nó không đẹp, mình đập xuống mày cũng thấy phong thủy nó không đẹp rồi. Thì nó đẹp không có giá 300. Ừ đúng rồi. Tại vì giờ tại vì mình không rành đó. Ừ. Nhưng mà số điện thoại cũ gì cũng là 099 đó em. Ví dụ như vậy là tác phẩm theo bà theo cái. Số đó bình thường mà nó có đẹp đâu mà trả ra đấy. Ý là số đấy bình thường nhưng nó có đẹp đâu mà trả ra đấy. Ý là 974 tổng thành 479 hiểu không? Tôi hỏi em có mua một cái số tài khoản của em đi bán á. Ừ. 1 triệu. Ừ. 62 68 68 7 99999. Ừ. Vậy nhớ. Tự nhiên cũng làm được cái thẻ ngân hàng số đẹp mà. Em đi á. Không. Của chị Việt Công Banh. Làm ngẫu nhiên thôi. Dễ nhớ. Ủa chỗ em chọn chỗ nào mình thấy nghe lên thơ dữ vậy nghiệp. Ủa nhìn lên thôi quá ha. Chủ là cái dạng là kiểu như vừa cho cây trọ và vừa muốn thoải mái á. Tại vì từ cổng đi vô là chạy chính giữa khu trọ là đi ô tô được mà. Ừ. Để bắt đầu ô tô là thế sao? Nhiều lắm. Khoảng 2 triệu. Và nó 8 năm rồi, từ hồi 1 triệu. Trời ơi, cái cục đó phải cầm chút xíu mà ngon rồi. Thì tiếng em sát em à? Mình có cách đây khoảng nửa tháng dưới quê cho em á chị. Ừ. Nó bùng nhau trong chợ đó. Ừ. Gần 200k. Ghê. Cứ xài nó xíu bùng mà phát lên. Rồi sao? Lóc hết.
giờ còn lắp không? Đỡ chưa? Chị thấy 16 hay cua luôn. Cái này cứ gần nhà đi chợ luôn chứ. Làm chợ dính hết. 210 trời, siêu lây nhiễm luôn. Xung quanh mấy cái tiệm sửa xe rồi tiệm thuốc ngoài vòng dọc chợ nghe, chứ ngoài trong chợ nó dính hết luôn. Chứ là người ta nhiễm mà ta không hay á. Tại vì quê mà cũng nghĩ là ít á. Thời gian cái bà kia mà cảm cảm rồi test ra rồi test hết nguyên khu mình test hết nguyên chợ luôn. Mà đâu biết ai lên? Hồi đổ thừa cái bà kia bà cùng phụng kia. Bà xin bà nhiễm một lần rồi bà hết. Tại vì lời nói bà quay muốn cũng chả biết là sẽ bả hay không. Tại bà hơi hơi á, thì bà cứ đi vòng vòng rồi tới chợ rồi người ta cho bánh cho trái ăn vậy đó. Có mấy người thở oxy à? Vậy á hả? Có ai mất không? Không, chị nghe nói mà người đàn bà tại nhà béo phì á. Thở oxy hết. Ủa chị An hỏi cái bè hay cái lại ta? Cái bè à? Cái lại là làm cuối đường ha? Hay là cái bè trước? Cái bè trước, cái bè sau, cái lại mới tới cái này. Có thể lên cái bè nè. Gần em ở Tân Phước gì em? Vậy hả? À, bởi em biết, bởi chị gửi đồ cho em là em biết chị cùng quê rồi. Ủa chứ sao em lại ở Long An? Ở Củ Chi? Tại em làm ở đó. Bây giờ em túc với Bình Dương luôn. Dạ, tại công ty thiếu người cái nó đều lên. Ủa là em từ Bình Dương chạy lên đây hả? Em ở dưới quê chạy lên. Nay em về khám nghĩa vụ. Đâu không? Dạ không, gớt ngoài nhầm gửi xe luôn. Sao gớt à? Là kiểu như huyết áp không chứ. Ở trong không ổn định. Có muốn đi không? Dạ không. Chứ quê vậy đó, chứ chỗ em mà huyết áp không ổn định là nó bắt. Nó bắt vô ăn uống ở đó luôn. Chiều khoảng tới trưa á, khám là lần nữa. Tại vì ngày xưa có mấy đứa mà nó uống đồ có kiểu vô cà phê á. Em đã rất mến đi. Em là kêu gì khác, có là gì luôn rồi. Luôn được hết 4 năm luôn. Khỏi rồi đó. Không. Cái mở trong viên đó. Nó muốn chết là gì? Chịu có bụng máy đâu chịu? Ừ? Có bụng máy đâu? Ở chán hơn quá, còn đi chơi ngoài đi phải không? Hạnh lại đi Hạnh. Ở chán thôi. Mà cái bụng em á thà vậy để vậy á, em rửa hay gì đó tóc thì tóc nhưng mà em đụng cái là mụn chiều gì lấy mà, mụn chiều mụn ảnh đâu mà. Không. Lấy sao cho chiều nó quay lại nha. Có luôn hả? Bữa nay nhìn chiều nó lạ lạ sao? Nó gầy hơn hay sao ấy? Nó mập hơn chứ gầy hơn gì? Đúng rồi chị ơi. Ốm hơn. Vậy hả? Chị An bị áp ảnh cân nặng luôn, nhìn thấy hai cũng mập đấy. Nhìn nó ốm hơn mà, trước nó mập lắm. Sao chị lại nhắc như vậy mà trước nó mập lắm? Ôi, hiện tại là ốm mà được. Ừ. Dạ, dịch đó em tự nấu ăn á. Dở quá, anh không nề nội. Đúng rồi, em đã bị rồi, em tụt hết 4-5 kg luôn. Cứ 2-3 ngày, cứ định kỳ là để tạo thái được. Nấu là dùng ngon lắm nha, mà ăn dễ này. Chị ăn nhắc cho nó chị ăn. Ăn. Rồi giờ đi làm thì em ăn quán xong. Tôi bị tăng lại nè. Đúng rồi, quán cũng cà phê. Chị thấy gì không? Chị thấy đau bụng
Em cũng thấy đói bụng. Này nghỉ hết khách rồi đâu có ăn cơm đâu. Còn đi đánh cầu lông nữa chứ. Đi ra đường giống chúng ta đi đùng đùng ăn nhậu đùng đùng mà đi cắm thì ba. Chắc từ ngày mai mình không lén lút nữa đâu. Na sao nó phạt cho một phát. Chiều nói chuyện. Cộng đồng nhiều, hơi bị nhiều luôn. Cả cộng đồng á. Thì nó về hết rồi mà. Em bị F0 á hả? Giờ cứ F0 là bình thường mà. Ghê vậy? Có thể là bà bị lâu rồi mà không hay á. Em vừa chị Quyên nhà mình đỏ mắt đấy. Tí nó quay lại à? Lên tính ra vậy cũng nguy hiểm quá hả? Bị không biết đấy. Đi tầm lâm tờ lơ lây tà le. Bảo sao mà càng ngày càng không nhiều. Giờ nó đâu có biểu hiện như hồi xưa nữa đâu. Ngoái mũi á hả? Ê, cái mũi chị vẫn còn zin nha. Không, giờ chị test, chị vẫn test mà, nhưng mà chị test bằng đường miệng. Chị không test bằng đường mũi. Nước bọt mà mình test, tức là mình ngủ qua đêm, mình sáng dậy mình test liền thì nó đúng mà. Nghĩa là đúng hơn cái chọc mũi ấy. Tại vì mình để nguyên một đêm rồi, hiểu không? Giờ em nói cái gì? Thì để cái nước bọt một đêm ấy. Mình ngủ qua đêm. Cái test ấy nó mắc hơn mà.
Xong nghe giọng có Huyền ra. Vì đang nói chuyện với Huyền à? Ủa đi đường có bị kẹt xe không? Chắc giờ nó không kẹt như hồi xưa đâu. Đâu? Ủa rồi đâu rồi? Quên cái gì? Cái bông gì?
thoại nóng dứt rồi. Yeah.